Cantor is the center of the Mekong Delta. Vietnam is a tropical country. There are many kinds of fruit and many rivers, and very nice, very beautiful. The people here are very kind, very friendly. Someone come to Cantor, they want to leave. Like me, I left my country for Cantor, and now I live here. Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ là bệnh viện hạng 1 trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Bệnh viện với quy mô 500 giường bệnh, gồm có 32 khoa phòng, với lượng nhân viên trên 700 nhân viên y bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện. Bệnh viện được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, gồm có 9 tầng nổi, 1 tầng hầm. Bệnh viện đã dành riêng 2 tầng để phục vụ cho chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân ngoại trú. Mỗi ngày tiếp đón 2.500 bệnh nhân. Từ dự án ODA của chính phủ Pháp, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ sẽ có những trang thiết bị hiện đại. We are very happy when receiving the equipment from the French. They are very new one, very modern. With the new equipment from the French, we can perform many new techniques, high technique. Before we must transfer to the patient to the Ho Chi Minh City, and comfortable for the doctors and for the patient, and very expensive. Almost hospital in Vietnam are overloaded. With the new and modern equipment from the French, we can perform many new techniques. Nous on a 16 salles d'opération, assez de l'appareil anesthésie, aussi des monitoring et des lits. On a opéré environ 44 par jour. Et très important, quand on a déjà des matériels de français qui viennent, on a opéré des cardiaques. L'appareil, c'est très important, très moderne. Chúng tôi đã làm việc và phối hợp chặt chẽ với công ty IMB cùng nhau vượt qua những khó khăn và thử thách để tiến hành làm tốt trang thiết bị này. Last year, we had to transportation to Ho Chi Minh City. But now, with this equipment, we can treat for the patient. In the past, the patient stay in the hospital so long, so sometimes, usually, usually overloaded. 2 or 3 patients on one bed. But with the newer equipment, and we can perform new technique intervention. So the patient recovery very quickly. With new equipment, we perform new intervention. The patient is less painful. The fee is lower. The hospital stay are shorter. We are happy, the patients are happy, and all the people here are happy.